Bộ Quốc phòng Nga hôm 15 tháng 8 công bố video phá hủy hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở vùng Sumy, giáp vùng Kursk. Ukraine hôm 6 tháng 8 phát động cuộc tiến công quy mô lớn nhằm vào vùng Kursk của Nga, huy động hàng ngàn binh sĩ sử dụng xe tăng, xe bọc thép. Tính đến đầu tuần này, Ukraine tuyên bố kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ vùng Kursk của Nga. Đáp trả của tấn công, Nga đã huy động không quân và pháo binh nã hỏa lực dữ dội. Mục tiêu Nga nhắm tới không chỉ là lực lượng Ukraine ở Kursk mà còn là lực lượng yểm trợ ở vùng Sumi. Trong video, máy bay không người lái UAV trinh sát Nga phát hiện một hệ thống HIMARS phóng loạt rocket về phía vùng Kursk. UAV này đã theo dõi hành trình của hệ thống HIMARS, phát hiện nơi quân đội Ukraine cất giấu trong rừng. Vài phút sau, một tên lửa đạn đạo Iskander lao tới đâm thẳng vào hệ thống HIMARS. Đòn tấn công chính xác gây ra vụ nổ thứ cấp và cột khói lớn màu trắng bốc lên cao hàng chục mét. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công đã phá hủy xe phóng HIMARS, hệ thống nạp đạn và hai xe hậu cần của pháo binh Ukraine. Một hệ thống HIMARS ước tính có giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ, trong khi tên lửa đạn đạo Iskander của Nga có giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Trong cuộc xung đột, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 40 hệ thống HIMARS, nhiều hệ thống đã bị Nga phá hủy trong xung đột kể từ đầu năm nay. Cuộc tập kích cho thấy Nga đang đẩy mạnh hoạt động trinh sát ở vùng Sumy, phá hủy vũ khí tầm xa hoặc gây gián đoạn cho mạng lưới hậu cần được Ukraine sử dụng để hỗ trợ cuộc tiến công ở vùng Kursk. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố hôm 15 tháng 8, Tướng Sisky báo cáo đã hoàn tất việc giải phóng thành phố Suzy khỏi quân đội Nga và một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine hiện đang được thành lập tại đây. Ông cũng cho biết cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục diễn ra, các khu định cư mới bị chiếm thêm mỗi ngày. Chỉ huy trưởng của lực lượng vũ trang Ukraine Sisky tuyên bố rằng Ukraine đã kiểm soát 80 khu định cư và độ sâu xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine vào lãnh thổ Nga lên tới 35 km. Tổng thống Zelensky cũng cho biết quân đội Ukraine đang thiết lập một văn phòng chỉ huy tại Sutsa. Điều này gợi ý rằng Ukraine có thể dự định ở lại khu vực cớt lâu dài, hoặc chỉ đơn giản là thông báo cho Moscow rằng họ có thể có ý định làm như vậy. Ông không giải thích chi tiết về các chức năng mà văn phòng có thể đảm nhiệm, mặc dù ông đã nói trước đó rằng Ukraine sẽ phân phát viện trợ nhân đạo cho cư dân xuất đang cần. Các hình ảnh vệ tinh được Planet Lab PBC chụp vào thứ Tư cho thấy thiệt hại tại một căn cứ không quân ở Borisoglet sau khi một máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Các hình ảnh cho thấy cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho hai nhà chứa máy bay. Chưa rõ các nhà chứa này phục vụ mục đích gì. Cũng có vẻ như có thiệt hại có thể xảy ra đối với hai máy bay chiến đấu tại căn cứ. Đây là thị trấn lớn nhất của Nga rơi vào tay Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine hơn một tuần trước. Mặc dù xuất ra chỉ có dân số khoảng 5.000 người trước chiến tranh, nhưng đây là trung tâm hành chính của khu vực biên giới thuộc khu vực cất của Nga. Nó lớn hơn bất kỳ thị trấn hay khu định cư nào khác mà Ukraine tuyên bố đã chiếm được kể từ khi cuộc xâm nhập bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Thị trấn này cũng nằm ở giao điểm của một tuyến đường ống khí đốt quan trọng của Nga dẫn vào châu Âu, đường ống Druzhba. Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp liên bang cho khu vực biên giới Bengorod nằm cạnh cất sau khi một tình trạng khẩn cấp cấp vùng đã được tuyên bố vào ngày hôm trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức quân đội và thống đốc vùng Belgorod và cho biết một kế hoạch đã được đưa ra để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ các khu vực biên giới. Ông Belousov cho biết, trước hết chúng tôi đang nói về việc cải thiện hiệu quả của hệ thống chỉ huy và kiểm soát trong hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật khác và chính quyền vùng Belgorod. Theo đó, Nga sẽ xác định các quan chức chịu trách nhiệm, phân bổ thêm lực lượng và ngân sách sẽ được gửi đến để thực hiện các nhiệm vụ chính. Đã gần 10 ngày kể từ khi Ukraine đưa quân tràn sang biên giới tấn công tỉnh Kursk của Nga, các đợt giao tranh tại khu vực vẫn tiếp diễn. Đáng quan ngại hơn là cả hai đều thể hiện quyết tâm sẽ chiến đấu tới cùng, làm lu mờ triển vọng đàm phán cho cuộc xung đột kéo dài gần 30 tháng Ukraine tìm cách tăng quỹ trao đổi với Nga. Theo tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng Ukraine đã tiến thêm từ 1 tới 2 km vào tỉnh Kursk trong ngày 14 tháng 8, theo hãng tin Reuters. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu chung với tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Siský đăng trên Telegram: "Chúng tôi đang tiến vào Kursk từ 1 đến 2 km ở nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày." Ông Zelensky nói thêm rằng quân Ukraine đã bắt 100 binh sĩ Nga và cho rằng việc này sẽ đẩy nhanh quá trình hồi hương của những binh sĩ Ukraine bị bắt giữ. Tổng thống Ukraine nói thêm, cuộc tiến công của chúng ta tại Kursk đang diễn ra tốt đẹp, chúng ta đang đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Quỹ trao đổi của Ukraine cũng đã được bổ sung đáng kể. Về phần ông Shisky, vị tổng tư lệnh cho hay, Kiev đã kiểm soát được hơn 1.000 km vuông lãnh thổ Nga và thị trấn biên giới Shutha của Nga hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Nhận xét về chiến dịch ở tỉnh Kursk, giới lãnh đạo Ukraine nói rằng quân đội nước này đã thành lập một vùng đệm tại Kursk nằm giữa Nga và Ukraine, từ đó bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk nói, lực lượng phòng vệ Ukraine đang tạo ra một vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Nga giáp với Ukraine, cho biết thêm rằng Ukraine cung cấp đường dây nóng 24 giờ cho cư dân tỉnh Kursk muốn sơ tán đến Ukraine. Đồng quan điểm, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Ihor Klimenko cho rằng việc tạo ra vùng đệm tại tỉnh Kursk là bước đi nhằm bảo vệ các cộng đồng biên giới Ukraine khỏi các cuộc pháo kích hàng ngày của Nga. Vị Bộ trưởng trích dẫn số liệu rằng chỉ riêng mùa hè năm nay của quân đội Nga đã tiến hành hơn 2.000 cuộc không kích nhằm vào tỉnh Sumy, giáp tỉnh Kursk của Nga bằng tên lửa, pháo binh, tên lửa phòng không, bom lượn và súng cối. Ukraine tin tưởng rằng các cuộc tấn công vào tỉnh Kursk đã góp phần phân tán lực lượng Nga khỏi tiền tuyến miền đông Ukraine. Ngày 14 tháng 8, ông Dmytro Kholod, chỉ huy tiểu đoàn Nightingale của quân đội Ukraine, nói với đài CNN rằng Nga đã rút quân dự bị khỏi các khu vực chiến trường quan trọng ở Ukraine, bao gồm tỉnh Zaporizhia và Kharkiv và bán đảo Crimea để hỗ trợ hoạt động ở Kursk. Bên cạnh tấn công Kursk, lực lượng Kiev gần đây mở rộng các cuộc tấn công trên nhiều tỉnh khác của Nga giáp biên giới Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết các lực lượng Ukraine ngày 14 tháng 8 đã mở cuộc tấn công vào 4 sân bay Nga ở các tỉnh Vorone, Kursk, Nizhny Novgorod. Ukraine cho biết đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào các sân bay Nga Cuộc tấn công là kết quả của sự phối hợp giữa không quân, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine cùng với Cục An ninh Ukraine, SSU và Tình báo Quốc phòng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 8 báo cáo rằng, bên cạnh việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái UAV của Ukraine ở Kursk, quân đội Nga cũng bắn hạ những vũ khí này tại tỉnh Vorone và tỉnh Belgorod, đều là các tỉnh Nga giáp biên giới Ukraine. Nga quyết chiến tới cùng, tuyên bố ngừng đàm phán. Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 8 nói rằng quân đội nước này tiếp tục đẩy lùi nỗ lực của Ukraine trong việc xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Theo đó, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga với sự hỗ trợ UAV đã ngăn chặn nhiều đợt tiến công của quân đội Ukraine. Cũng theo bộ này, Nga tiếp tục tấn công bằng máy bay và lực lượng dự bị của Ukraine ở tỉnh Sumy. Bộ Quốc phòng Nga ước tính kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine đã mất hơn 2.300 binh sĩ, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 192 xe chiến đấu bọc thép, 88 phương tiện, 4 hệ thống tên lửa phòng không, 2 bệ phóng tên lửa đa nòng và 15 khẩu pháo dã chiến. Moscow cũng cho biết đã sơ tán 8.000 dân thường tỉnh Kursk đến các trung tâm trú ẩn. Ngoài ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk, Nga tăng cường hoạt động trên chiến trường Biển đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chỉ riêng ngày 14 tháng 8, Nga đã tấn công vào nhân lực và thiết bị của Ukraine tại gần 150 khu vực trên chiến trường, khiến đối phương tổn thất hàng ngàn binh sĩ, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cũng báo cáo về các cuộc pháo kích dữ dội của Nga tại nhiều tỉnh thành trên khắp Ukraine. Trong ngày 14 tháng 8, Ukraine ghi nhận 106 cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến, trong đó dữ dội nhất là thành phố Popros, tỉnh Donetsk. Trên mặt trận ngoại giao, Nga tiếp tục chỉ trích Ukraine và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án chiến dịch của Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Liên Hợp Quốc công nhận cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk là một hành động khủng bố trắng trợn. Bà Zakharova nói hành động xâm lược của Ukraine không chỉ là vi phạm nhân quyền mà là hành động khủng bố chống lại dân thường, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Liên Hợp Quốc sẽ cử phái đoàn đánh giá đầy đủ về sự tàn phá do lực lượng Ukraine gây ra trên lãnh thổ Nga. Cũng trong ngày 14 tháng 8, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, ông Rodion Mirosnik, nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đã chấm dứt khả năng đàm phán hòa bình để kết thúc chiến sự Nga-Ukraine Đài RT dẫn lời ông Birosnik, với các hành động khủng bố ở Kursk, Ukraine đã tạm dừng lâu dài tiến trình đàm phán hòa bình. Việc đàm phán với một đối thủ hoàn toàn mất trí là không thể. Bình luận của ông Birosnik lặp lại phát ngôn trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga sẽ không đàm phán với những kẻ tiến hành tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã thay đổi chiến thuật tiến hành các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk sau thất bại này. Tướng Apti Alaudinov, cộng sự của người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov, chỉ huy đơn vị AKMAT của lực lượng đặc biệt Chechnya, cho biết. Theo ông Aladinov, AFU đã lên kế hoạch kiểm soát toàn bộ khu vực Kurs cách đây vài ngày vào ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã không thành hiện thực. Kẻ thù sau đó bắt đầu gây sức ép từ mọi phía. Quân đội Ukraine đang bắt đầu gây sức ép từ mọi phía và do đó đang cố gắng chia rẽ quân đội Nga, Aladinov cũng cho biết. Người Ukraine sẽ không thành công, công sự của Kadyrov chỉ ra. Tình hình ở khu vực biên giới đang được kiểm soát và quân đội Nga tiếp tục tiêu diệt và chặn quân đội Ukraine trên lãnh thổ khu vực. Các chiến binh Ukraine không thể kiểm soát sút xa. Ati Alaudinov cũng cho biết khi bình luận về các bản tin truyền thông về chiến dịch tấn công chấp nhoáng của ông Zelensky ở Nga. Ấn phẩm TSN của Ukraine đã công bố một báo cáo về việc quân đội Ukraine chiếm được thị trấn xa của Nga, tuy nhiên phóng viên đã đưa tin khi đang ở Sumy. Đoạn video cho thấy quân đội Ukraine đang gỡ cờ Nga và ném xuống đất, không thể xác định được video được quay ở đâu. Sau đó, người ta tiết lộ rằng các báo cáo về việc chuyển giao hoàn toàn thành phố dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine không tìm thấy xác nhận nào. Theo hình ảnh được công bố, Ukraine đang sử dụng máy móc hạng nặng để xây dựng các tuyến phòng thủ với dây thép gai và các khối bê tông kiểu răng rồng nhằm ngăn cản lực lượng Nga phản công từ Kursk. Ukraine đã điều quân xâm nhập tỉnh biên giới Kursk của Liên bang Nga hôm 6 tháng 8 trong chiến dịch xuyên biên giới lớn nhất của nước này kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thông tấn Ukraine cho rằng chiến dịch tấn công đã mang lại cho Kiev những thành quả chiến trường lớn nhất kể từ năm 2022 sau nhiều tháng bị động. Trong báo cáo tối 13 tháng 8 của Tổng tư lệnh quân đội, tướng Oleksandr Shishky với Tổng thống Volodymyr Zelensky, thì các lực lượng của Ukraine hiện kiểm soát 74 khu dân cư và trong 24 giờ đã tiến sâu thêm vào một số khu vực ở tỉnh Kursk từ 1 đến 3 km chiến dịch của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk đã khiến Liên bang Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp, sơ tán gần 200.000 người tại đây, đánh dấu cuộc tấn công quan trọng nhất của quân đội nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đa tiến Kursk bị chặn Theo Reuters, quân đội Nga tuyên bố đã đẩy lùi nỗ lực tiến sâu hơn của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk, trong khi ông Zelensky nói Kiev tiếp tục đà tấn công. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 14 tháng 8 nỗ lực của các đơn vị cơ động cùng thiết giáp của đối phương nhằm đột phá sâu hơn vào lãnh thổ Nga đã bị đẩy lùi. Cũng theo cơ quan này, đa tiến của quân đội Ukraine đã bị chặn lại tại 5 khu vực của tỉnh Kurs, miền Tây Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tiến thêm vào lãnh thổ Nga. Ông Zelensky viết trong bài đăng Telegram: "Chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn ở Kursk thêm 1 tới 2 km tùy khu vực kể từ đầu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng bắt thêm hơn 100 tù binh Nga trong cùng thời gian. Cùng video tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky đang báo cáo tình hình chiến trường. Ông Zelensky bày tỏ hy vọng việc bắt những tù binh trên đất Nga sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình đưa những binh sĩ của chúng ta trở về." dường như ám chỉ tới thỏa thuận trao đổi tù binh. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cam kết sẽ đáp trả Ukraine bằng phản ứng tương xứng và cáo buộc phương Tây giúp đỡ thực hiện chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Gio Tichy khẳng định quân đội nước này không có ý định chiếm đóng lãnh thổ Nga. Ông Tichy nhấn mạnh, ngay khi Nga đồng ý khôi phục nền hòa bình công bằng, chiến dịch tấn công trên lãnh thổ của họ sẽ dừng lại. Ngày 13 tháng 8, các lực lượng Nga đã tấn công đáp trả binh sĩ Ukraine tại vùng Kursk, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới giao tranh giữa Nga và Ukraine tại mặt trận mới. Trước đó, phía Ukraine đã bất ngờ tấn công và tràn sang vùng Kursk thuộc khu vực Nga nằm sát biên giới khai nước. Nga tăng hỏa lực vào Ukraine sự kiện trên đây chú ý là vì đợt xâm nhập lớn nhất Ukraine thực hiện vào lãnh thổ Nga kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo ông Putin, Ukraine tràn vào vùng Kursk nhằm tranh thủ lợi thế để có đòn bẩy trên bản đàm phán chấm dứt chiến sự tiềm năng sau này. Các blogger quân sự Nga đã đưa tin về nhiều cuộc giao tranh quyết liệt ở mặt trận Kursk. Họ cho hay Ukraine vẫn tiếp tục muốn mở rộng kiểm soát tại đây, trong khi Nga đã đưa thêm quân đội và vũ khí hạng nặng đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ Kiev. Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn băng cho thấy máy bay Su-34 tấn công vào lính Ukraine. Ông Ati Alaudinov, chỉ huy đặc nhiệm Ahmad Chenchen, khẳng định cuộc tiến công của Ukraine đã bị chặn và kẻ thù hiểu rằng kế hoạch tấn công chấp nhoáng của chúng đã không hiệu quả. Vừa qua, ông Putin đã nói với các quan chức cấp cao của Nga sẽ đẩy lui quân đội Ukraine, đồng thời cam kết sẽ có phản ứng xứng đáng, nhấn mạnh lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến độ dọc theo các khu vực khác của mặt trận. Lâu nay, Nga và Ukraine đã tập trung giao tranh dọc chiến tuyến mạng phía đông Ukraine, nhưng vùng Kursk đang nổi lên như một mặt trận mới và có vẻ khai bên sẵn sàng phân tán lực lượng cho nhiều điểm nóng cùng lúc. Ngày 13 tháng 8, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời quan chức địa phương cho biết có hai người thiệt mạng do các cuộc không kích của Ukraine tại thành phố Lysychansk, nơi Nga đang kiểm soát ở miền đông Ukraine. Trước đó, chính quyền Lysychansk nói hơn 30 người bị thương trong vụ tấn công nói trên. Nga đọc được bài của Ukraine một số quan điểm từ phương Tây cho rằng việc Ukraine chọc thủng vùng biên giới khiến Nga mất mặt và có thể giảm áp lực cho các điểm giao tranh ở Biển Đông và Đông Nam nước này do Moscow buộc phải chia hỏa lực. Tuy vậy, như phân tích của tuổi trẻ online gần đây, chiến thuật của Ukraine cũng là con dao hai lưỡi. Chính ép về cơ bản cũng giàn trải lực lượng trên nhiều chiến trường. Hôm 13 tháng 8, hãng tin Reuters nhận định, bằng việc dành lực lượng cho vùng Kursk, Ukraine có thể phải để lộ các khu vực khác trên mặt trận khi Nga tiến quân. Nga vốn có quân đội lớn hơn rất nhiều, có thể cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine. Quan trọng hơn, tính toán của Ukraine cũng chịu ảnh hưởng từ mức độ đáp trả của Nga khi vụ xâm nhập biên giới vừa qua có khả năng đẩy chiến sự tới những kịch bản leo thang khác. Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine vẫn khá thận trọng, không muốn xung đột Ukraine-Nga lan rộng thành mặt đối đầu trực diện giữa phương Tây với Nga. Vừa qua, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố không được cảnh báo trước về cuộc tấn công của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine cho cuộc chiến ủy nhiệm với Nga, và vụ tràn qua biên giới vừa rồi là một nỗ lực phá hoại sự ổn định trong nước của Nga. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga khẳng định, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã tiến hành những bước đi mạo hiểm có thể tạo ra nguy cơ leo thang căng thẳng vượt ngoài biên giới Ukraina. Khoảng 1.000 binh lính Ukraine đã vượt qua biên giới Nga sáng ngày 6 tháng 8 cùng với xe tăng và xe bọc thép. Một quan chức Mỹ chiều ngày 13 tháng 8 cho rằng mục tiêu của Ukraine trong cuộc đột kích vào Kursk dường như nhằm buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine để bảo vệ lãnh thổ Nga trước cuộc tấn công xuyên biên giới này. Trả lời câu hỏi của báo giới tại New Orleans, Tổng thống Biden cho biết ông đã được tóm tắt 4-5 tiếng một lần về các hoạt động của Ukraine trong 6-8 đến ngày qua. Ông Biden nói khi bình luận về chiến dịch của Ukraine, điều này đang tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho Tổng thống Putin. Mỹ đã cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine, chủ yếu với mục đích phòng thủ khi Kiev cố gắng đẩy lùi chiến dịch quân sự của Moscow được phát động vào cuối tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 5 năm 2024, Tổng thống Biden đã cho phép sử dụng các vũ khí do Mỹ cung cấp để nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong đất Nga đang hỗ trợ cho cuộc tấn công vào thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine. Nhà Trắng cho biết, Ukraine đã không đưa ra bất kỳ thông báo nào trước đó về cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga. Các lực lượng của Nga ngày 13 tháng 8 đã phản công quân đội Ukraine bằng tên lửa UAV và các cuộc không kích người phát ngôn nhà trắng Karine Jean-Pierre khẳng định Washington không liên quan đến chiến dịch này. Bà Karine Jean-Pierre nói: Chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Ukraine về hướng tiếp cận của họ, nhưng việc chia sẻ sẽ thực sự tùy thuộc vào họ. Tổng thống Putin tin rằng chiến dịch tấn công xuyên biên giới của Ukraine là nhằm cải thiện vị trí đàm phán của Kiev trước thêm các cuộc trao đổi có thể diễn ra và làm chậm nhịp độ tiến công của Nga dọc tiền tuyến.